当天的苦，当天的惨败，在脑内循环。心中抑郁，心中的伤痕，谁让我去否吧？谁人夺去我平淡，才情愿不惜代价？谁害怕？哪来筹码？全也倒下。谁也共我对立，无人反答。我开昨天一切忘掉牵挂，如要十倍放慢，其他已一晚可由我家，只有后悔在夜里。野兽，一野特兽，感恩要。Ê trời ơi, làm sao lại dừng lại hết vậy chứ hả? Thì đó, đột nhiên nói ngược lại, không biết là chuyện gì nữa. Phải đó, phải đó. Phải đó. Mọi người đừng có nóng nảy quá. Tôi đã tìm hiểu giùm mọi người. Họ nghi ngờ khu đất của mọi người phát hiện có di tích khảo cổ, cho nên nhận được thông báo của chính phủ phải tạm ngừng toàn bộ công trình xây dựng, kiểm tra lại thật ra những cổ vật đó là thật hay là giả. Trời ơi, có vật gì chứ? Sao lại giả nữa? Nghe nói có một thứ tương tự như là mũ tướng quân gì đó. Vậy tức là sao? Phải đợi bao lâu chứ? Chuyện này thì không có kỳ hạn gì hết. Vậy chừng nào công ty phát triển mới chuyển tiền? Phải đó. Nếu chính phủ không duyệt, công ty phát triển sẽ không mua khu đất này. Hả? Nghiêm trọng vậy hả? Vậy chết rồi, lỡ bị người ta tìm tới nhà đòi nợ thì sao? Tính sao bây giờ? Đòi nợ gì chứ? Khu đất này chúng tôi mượn của bọn họ dây để mua đó. Và lại nói có di tích khảo cổ, công ty phát triển đó chắc chắn không mua khu đất của chúng tôi rồi, tính sao bây giờ? Phải đó, vậy thì chết chắc. Sao mọi người lại to gan mượn lãi cao chứ? Chúng tôi nghĩ có thể kiếm lại được mà đúng không? Chúng tôi đâu có tiền mua. Phải đó. Làm sao bây giờ? Cô thư ký à, cho hỏi chừng nào bác sĩ Hướng mới tới vậy? Bây giờ 11 giờ rồi. Bác sĩ không có nói hôm nay mấy giờ tới. Nhiều khi cổ có lịch hẹn ở ngoài cũng không chừng. Cổ có lịch hẹn ở ngoài hay không cô cũng không biết hả? Sếp Trần à, đây không phải là sở cảnh sát, không có nhiều quy định như vậy. Tôi không đùa với cô nữa. Tôi chỉ muốn mau chóng gặp bác sĩ, mau chóng báo cáo thôi. Tôi năn nỉ cô mà được không? Để tôi kiểm tra thời gian biểu cá nhân của cổ giùm anh. Cảm ơn. Bác sĩ đã hẹn anh vào giờ này mà. Chưa bao giờ tôi thấy cổ không tới đúng lịch hẹn. Thì đó, cô không sợ cô gặp chuyện gì sao? Mau gọi cho cổ đi. Alo, bác sĩ hả? Sếp Trần đang ở đây. Hả? Chuyện gì? Alo, tôi Trần Tử Long đây. Bây giờ cô đang ở đâu? Báo cảnh sát đi. Con khốn này, sắp chuyện sao? Cái người muốn gì chứ? Tiền thôi mà, tôi sẽ trả giùm cổ, muốn bao nhiêu? Con nhỏ khốn này, nó đã ăn chặn phần của tôi. Nếu như bà ai cũng giống như nó vậy, tôi làm sao mà ra đường làm ăn nữa? Bây giờ anh muốn gì chứ? Muốn gì cũng không liên quan gì đến cô. Lôi nó về đi. Anh đi. Cô làm gì chứ? Đứng lại. Dám dùng chuyện hả? Bắt cô về phục vụ cho anh em tôi. Đi. Buông ra. Đi. Đi. Cô không sao chứ? Không sao. Dìu cổ qua bên kia đi. Cẩn thận đó. Cô tụ thuốc không? Có, tôi đi lấy. Ivy, sao vậy? Thoải mái đi. Nè, sao vậy? Nè, có chuyện gì? Thoải mái đi. Nè. Nè. Ivy. 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 Ivy à. Ivy. Mở cửa ra đi. Ivy. Mở cửa ra đi. Ivy, mở cửa đi. Ivy. Mở cửa. Mở cửa. Ivy. Ivy không sao chứ? Ivy.
Ivy, 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 có gì vậy? Nè, cẩn thận đi. Nè, nè, xuống trước đi. Sếp giờ tôi dạy hỏi một cái gì cũng được. Đi ngủ, đi ngủ. Ivy, Ivy, sếp đừng. Anh để cổ ngủ một lát đi. Để tôi vô coi cổ. Ivy. Ok rồi. Cảm ơn nhiều. Hôm nay cũng may là có anh ở đây. Nếu không tôi không biết phải tính sao nữa. Khách sáo gì chứ, tôi là cảnh sát mà, bổn phận thôi. Bây giờ hai người không sao, tôi đi trước nha. Nè, khoan đã. Tôi sợ lát nữa Ivy lên cơn nghiện, một mình tôi không giữ được cổ. Hay là anh ở lại phụ tôi canh chừng cổ đi. Tôi pha ly cà phê cho anh uống. Ok. Trời ơi, ướt hết rồi. Ai, yên tâm rồi. Trời, làm gì vậy? Thông cống giùm má cậu đó. Thằng quỷ này con đi đâu vậy? Con làm việc mà. Con chỉ cần lo công việc ở ngoài là được rồi, chứ ở nhà con không cần lo sao? Chết cậu rồi, chào tức má cậu. Nói mau đi, tối qua cậu đi đâu? Tới chỗ bác sĩ Hương. Cậu đã tới chỗ đó. Shhh, nhỏ tiếng một chút có được không? Sao nhanh dữ vậy? Không giống như cậu nghĩ đâu. Má Trần, có con dâu. Đừng có nói lung tung coi. Cổ có bệnh nhân bị nghiện ma túy, cổ sợ một mình cổ lo không xong mới giữ tôi lại thôi mà. Giải thích tức là che đậy đó. Lúc trước thì nó phụ nữ việc vất, bây giờ nó giúp người, giúp tới nhà, hàm hố quá. Cổ có được không vậy? Shh, im lặng đi. Có chuyện muốn nói với anh. Chính là cái này. Cô gái đó lấy bột này trộn vào trong bột cà phê, sau đó bỏ vào miệng ngậm. Chưa bao giờ tôi thấy cách sử dụng thuận tiện như vậy. Tôi nghi ngờ là đồ mới. Rất có thể có liên quan tới Dương Mặt Sẹo. Ôi, cậu đừng nói với tôi nha, tôi lẹo béo lắm đó. Vì lại lên cơn nghiện nữa, tôi giữ mãi cũng không giữ được cổ. Anh có thể tới phụ tôi không? Bây giờ tôi đang làm việc. À, tôi kêu người tới giúp cô, mau lắm. Cô ráng thêm một lát đi. Ủa, sao lại là anh? Tiểu Long có chuyện rồi. Cô gái lên cơn nghiện đang ở đâu vậy? Ở trong phòng đó. Anh nhìn cổ đi. Cơn nghiện cứ liên tục bộc phát. Tôi giữ mãi cũng không giữ được. Lại không đủ sức đưa cổ tới bệnh viện. Làm con gái mà giống như cô vậy. Đúng là kinh tởm quá. Nè, anh làm gì vậy? Cho cô uống cái gì vậy? Sau khi uống thuốc sẽ mau chóng ngủ sai. Ngủ vậy không sao đâu. Thấy chưa, ngủ rồi. Đừng có làm phiền cô nữa. Ra ngoài đi. Anh có biết tùy tiện cho cô uống thuốc có tác dụng phụ không? Cô là chuyên gia điều trị tâm lý mà. Sao lo lắng quá vậy, ngồi xuống đi. Nè, anh làm gì vậy? Ngồi yên, thư giãn một chút. Sao rồi, có thấy nhẹ nhõm hơn không? Có một chút.
Tôi biết tụi tiện uống thuốc là không có đúng, nhưng trung y có cái hay của nó, tây y cũng vậy nữa. Chưa khỏi bệnh là được rồi. Anh là bác sĩ hả? Đã nói ngồi yên rồi. Ở thôn của chúng tôi có một thầy lang già, có bài thuốc của ổng thôi. Sau khi uống loại thuốc đó làm tôi cảm thấy dễ chịu liền, vậy là không có gì nữa. Khoan đã, bây giờ Ivy tính sao? Có đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Bây giờ Ivy tính sao? Tôi nghĩ cô thay đồ cho cổ, lau luôn toàn thân, thay luôn ra giường trước đi, làm cho căn phòng bớt mùi nồng nặc đi. Không chừng phải nhờ anh giúp đỡ. Lỡ cho tôi vậy? Kêu anh phụ tôi thay ga giường thôi, anh nghĩ gì vậy? Vậy thay ra giường trước hay là thay đồ trước? Ông chủ, được rồi. Đây. Đại ca, đủ số. Đủ số. Giỏi lắm Khôn, thưởng cho cậu đó. Lấy đại một sắp đi. Có thật không đại ca? Đúng vậy, lấy đi. Cảm ơn đại ca. Nè. Anh Bảo, thấy sao? Quá. Thiệt tình mừng tới mức không nói nên lời. Bây giờ mới bắt đầu thôi, sau này muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu thôi. Anh Mặt Sẹo, tôi bái phục anh. Mà tôi thấy tôi cầm nhiều tiền về nhà, chắc chắn khen tôi. Tin, đem cất tiền đi. Dạ. Sao hả? Không có gì chứ? Đại khái thì không có gì, chỉ là có gã cảnh sát theo đuôi em thôi. Cậu nói gì? Có cảnh sát theo cậu mà cậu cũng dám về đây hả? Anh Bảo, cảnh sát thôi mà, đã theo Mặt Sẹo này, sợ cảnh sát sẽ không trụ tới ngày hôm nay đâu. Yeah. Vậy cũng đúng. Có chuyện làm rồi. Chúng tôi đi trước, có khách thì gọi cho anh nha. Được thôi. Nhát gan thiệt. Wow. Chết rồi, chết rồi. Dừng xe đi, vừa mới nhắc Tào Tháo tới rồi. Có cảnh sát kìa. Quay lại đi. Còn quay lại nữa, quay lại chết chắc đó. Chứ không lẽ đâm thẳng vô đám cảnh sát hả? Quay lại cũng còn dư Mặt Sẹo đó giùm mà. Ông nói đúng. Quay lại đi. Dạ mời quay lại đi. Em ai vào to rồi. Phải đúng rồi. Bảo mạng của cảnh sát đó. Bảo chạy đi. Đúng lắm. Chúng ta sẽ liều mạng với đám cảnh sát đó. Anh em. Tất cả người trong đó lập tức buông súng đầu hàng. Chúng tôi là cảnh sát Hồng Kông. Lên. Yeah.
tất cả lục soát xung quanh, coi có ai chạy thoát không. Yes, yes sir. Ông chủ, bên đây, ông chủ. Lưng. Phát hiện có chiếc xe 7 chỗ ngồi, nhưng mà để cho hắn chạy thoát rồi. Bạn số xe. Không nhìn thấy, xin lỗi sếp. Bây giờ xác định được khu đất đó có cổ vật cấp 1, không làm được gì hết, không biết phải tính sao. Đám dân làng đúng là xui xẻo. Vậy cha, mặt của cô có vẻ như suy nghĩ được cái gì đó vậy. Anh không cảm thấy rất là lạ sao? Di tích khảo cổ đó lại còn là cấp 1 nữa. Cổ vật giá trị như vậy có khi nào tìm được ở Hồng Kông hay không? Nói gì thì nói, tôi sống ở đây từ nhỏ tới lớn. Lúc tôi còn nhỏ, tôi cùng Tiểu Long qua thôn kế bên chơi đó. Suốt ngày cào nắng mặt đất chơi trò tìm kho báu, chưa thấy có cổ vật gì hết. Quan trọng nhất là trước không xuất hiện, sao không xuất hiện, trái lại xuất hiện ngay lúc này. Có trùng hợp vậy không? Hình như có chút khúc mắc đó. Còn nói cái gì? Chuyên gia giám định, chuyên gia báo cáo. Chuyên gia cũng là con người thôi. Nè, nơi nào có con đường thì nơi đó có gian manh xuất hiện. Đã nói cô làm được việc rồi mà. Tôi không phải máu lạnh đâu. Để tôi về kêu Tiểu Nam kiểm tra lai lịch của chuyên gia đó. Tống cùng với cả đám tôi thần bị quân Nguyên truy đuổi ráo riết, lên đường Nam Hạ, cuối cùng tới Hồng Kông. Sau cùng không còn đường thoát thân, truyền thuyết là nhảy xuống biển tự tử. Bây giờ miếng đá lớn Tống Dương Đài ở Cửu Long thành trại này là kỷ niệm Tống Đế Bính. Thật là nhớ cuộc sống trong trường học ngây thơ hồn nhiên, không lo không nghĩ, tự do tự tại lắm đó. Anh không sao chứ? Ứng với tạo hình của cậu thôi. Cậu hiểu ông ta nói cái gì sao? Đương nhiên không hiểu. Nghe suốt nửa ngày cứ lặp lại đế bính, tôi sắp đục ổng luôn rồi. Bởi vì lúc đó ông ta trốn ở ngôi làng bên Tân Giới. Nè, gì? Lão giờ đó ăn mặc như vậy để lên lớp sao chứ? Nè, không phải chứ, già cỡ đó vẫn chưa tốt nghiệp sao? Nè, đang bước qua kìa. Không phải chứ. Tôi nói cho hai người biết, im lặng nghe giảng là lễ phép hàng đầu đó. Thứ hai, tôi không phải già tới không thể tốt nghiệp đại học. Thứ ba, tôi không phải lão già. Nhìn cái hai người cũng không trẻ hơn tôi bao nhiêu đâu. Ok. Nói nhỏ vậy cũng nghe được. Lão già này làm bằng cái gì vậy chứ? Có thể nói chuyện nhỏ hơn nữa đi, khen ngợi ổng, để coi ổng có nghe được hay không. Khen ổng cái gì? Khen ổng già tới nỗi nóng, khen ổng già còn mạnh khỏe, hay là khen có tâm có lực? Đừng có giỡn nữa. Nghe được thiệt đó, lỗ tai của ổng tiếng lắm. Không giỡn nữa. Muốn dùng hết sức lực của mình cố gắng chăm sóc ổng, nhưng mà do lúc đó dân làng vừa nghèo vừa lạc hậu, cho nên dân làng lấy những thứ tốt nhất để vô thao cho họ ăn, trở thành món đau trộn như ngày hôm nay. Đi. Sao nghe tới lắc đầu vậy? Giáo sư nói nghe không hay sao? Nếu hay thì đâu có đi chứ. Ăn nói lung tung cũng có thể làm giáo sư. Có thể có sinh viên như vậy nên mới có giáo sư như vậy thôi. Có cần hách dịch vậy không? Làm như quai lắm vậy. Đâu có, đúng là quai lắm đó. Giáo sư, tìm tôi có gì không? Tôi muốn hỏi chuyện liên quan đến giám định cổ vật cấp 1 đó. Giám định cổ vật cấp 1 tiết trước tôi đã giảng rồi. Tụi em vô lớp không tập trung, cho nên muốn giáo sư lặp lại lần nữa. Tôi nhận ra có lẽ hai người không phải là sinh viên. Thật ra hai người là ai? Phóng viên sao? Tôi bận lắm, tôi không có thời gian phỏng vấn với hai người. Giáo sư không phải phóng viên đâu, chuyện này quan trọng lắm đó. Tôi không cần biết hai người là ai, tôi không có gì để nói, tôi phải tranh thủ đi họp. Mười phút đủ rồi. Làm ơn đừng bám theo tôi nữa, nếu không tôi báo cảnh sát.
thiệt nghĩ không ra. Bình tĩnh mới nghĩ ra được chứ. Tôi thực sự rất muốn giúp dân làng, không muốn làm họ thất vọng thôi. Vụ này đúng là rắc rối lắm. Bình thường tôi muốn suy nghĩ một chuyện, nửa bộ não là được. Lần này xài hết cũng chưa có nghĩ ra nữa. Thật ra tôi đã thâm nhập vào văn phòng cổ vật rồi. Văn kiện này nói cái mũ này đúng là cổ vật cấp 1. Coi đi, luôn cả chữ ký của trưởng phòng cũng có, chắc không phải giả đâu. Có lý lắm. Thật ra chúng ta cứ ngồi yên ở đây, không nghĩ được gì đâu. Cũng khuya rồi, hay là về ngủ đi được không? Ê, thật tâm mũi nói đúng đó. Ngồi đồng hoài chưa chắc có thể giải quyết được. Hay là lên trên nghỉ ngơi, không chừng sư phụ báo mộng giải quyết giùm cho chúng ta đó, được không? Vậy thì đi. Đi trước nha, ngủ ngon. Ngon. Ok à, nhìn mặt của con chắc cũng không ngủ được rồi. Uống một ly với sư phụ đi. Cũng được. Nhất túy giải thiên sầu, cạn ly đi đệ tử. Sao sao tỉnh lại càng sầu hơn thôi. Lo lắng cũng vô ích thôi. Lo lắng cũng giống như dây xích chó vậy, càng kéo càng căng. Sư phụ à, con không ngại để sư phụ nói coi là chó. Nhưng mà lần này... Vậy con nghĩ sao về chuyện này? Cửa trên về cửa dưới, đối đầu với đối diện. Tự mó bị người ta lấy đi, tiếp theo còn bị đền nữa. Tức là chuyện gì cũng nhắm vào thôn này. Con còn nhớ lúc con nhập môn, sư phụ đã nói cho con biết một chuyện. Đúng lúc thì là có khả năng, nhưng có 3 lần đúng lúc thì không thể có. Con vẫn nhớ sư phụ từng dạy, gặp tình huống như vậy thì một chữ một, nhịn. Tổ sư của môn phái chúng ta, nguyên tắc đầu tiên là kêu chúng ta nhịn. Sư phụ còn nói, nóng nảy sẽ càng thua nhiều, bình tĩnh mới có thể quật lại được. Đúng vậy. Hạng Vũ dũng cảm như vậy, lần nào cũng ép Lưu Bang vào chân tường, nhưng Lưu Bang còn giỏi hơn, ổng nhịn. Vẻ mặt vui tươi ráng chịu đựng. Đến cuối cùng buộc Hạng Vũ tự tử ở Âu Giang. Bởi mới nói người giỏi nhịn được thiên hạ. Nè, cũng như chuyện này vậy đó, chắc chắn là một cái bẫy. Nhưng mà thật ra trong cái bẫy này họ muốn câu con cá nào, đám dân làng là con cá hay chúng ta là con cá, chúng ta không biết được. Không biết mới chính là đáng sợ nhất. Cho nên nếu bây giờ con tiếp tục càng lún càng sâu hơn, hễ người ta thu lưới rồi thì con chạy không kịp. Con hiểu rồi sư phụ. Nè, bây giờ cái phải thua chỉ là tiền thôi. Chúng ta không biết người ta có nước hậu không. Tiền là vật ngoài thân, thua có thể kiếm lại. Nhưng mà nếu như người ta không phải vì tiền, vậy thì rắc rối lắm đó. Nhưng mà nếu bản thân của con thua là không có quan trọng. Có điều đám dân làng đó ai cũng thương yêu con, biết con từ nhỏ tới lớn. Huống hồ rất nhiều người 70-80 tuổi. Con thật sự không muốn nhìn họ sống không yên thân nữa. Nếu như có thể, con chẳng thà để lại tiền cho họ. Đáng tiếc con lại không có khả năng. À, tức là con đã có dự tính rồi. Sư phụ cũng không cần tốn hơi nữa. Trời ơi, sư phụ. Hả? Kêu con uống đi sư phụ, không lẽ sư phụ đi nhanh vậy sao? Uống hết rồi. Uống bia chỉ là cái cớ thôi. Sư phụ không giải quyết giùm con, còn bỏ đi rồi. Lúc nãy ở trong đó, sư phụ đã nói là không có cách. Sư phụ có cách mà, không gạt được con đâu. Sư phụ là Doraemon mà, vì bảo bối như vậy hả? Cái bẫy này, sư phụ cảm thấy con giải được. Suy nghĩ đi, hả? Sư phụ ngủ trước. Xin chào, chào sư phụ. Xin chào. Ê, sao má ok vẫn chưa làm điểm tâm vậy? Vẫn chưa. Bãi công sao? Hả? Tự nhiên sao lại bãi công chứ? Nếu không thì đi đâu chứ? Mọi người không cần đón mò nữa. Chính tôi đã đuổi khéo má ok đi. Tại sao vậy? Có những chuyện má không tiện biết thôi. Nè, hôm nay tôi muốn bàn với mọi người một chuyện đó. Bàn chuyện gì chứ? Đương nhiên là có liên quan đến vụ cổ vật đó rồi. Vậy anh nghĩ ra cái gì? Coi như đã nghĩ ra rồi, có chút hơi lấn sân. Đó là quan trọng là mọi người đồng lòng thôi. Nè, nói mau đi. Cùng nhau đi ăn cắp cổ vật. Hả? Ăn cắp cổ vật? Có phải không vậy? Vậy mà cũng nói được nè. Thật ra ăn cắp cổ vật nghe có vẻ như hoang đường lắm. Có được không đó? Chiêu dỏm như vậy. Con nghĩ ra cách gì mới hay không? Con nghĩ ra không, gái Hồng Kông. Nói đi. Nè, bây giờ có người nói cổ vật đó là thật thôi. Nói thôi mà, không cho người ta nói dối sao?
Nếu chứng minh được cổ vật đó là giả, vậy thì đất đai có thể tiếp tục mua bán rồi. Vậy thì chỉ là liều một gián thôi. Theo tôi được biết thì một số mảnh vụn của cái mũ vẫn còn để lại trong phòng thí nghiệm đại học. Chúng ta cùng nhau học sức ăn cắp nó ra, rồi nhờ chuyên gia giám định thử. Vậy thì sự thật sáng tỏ liền. Vậy cũng là cách trong lúc không có cách đó. Thì thử cũng đâu có chết đâu. Dù sao cũng đỡ hơn không có cách. Phải. Nè, không phải, tôi và anh đã gặp giáo sư đó rồi, lộ hết rồi mà. Yên tâm đi, phân chia gia diễn tôi cũng đã sắp xếp hết rồi. Tới rồi, biết mình phải làm gì rồi chứ? Ừ. À, biết. Lát nữa gặp ở phòng thí nghiệm nha, em đi cẩn thận. Anh cũng vậy. Đi. Đi. Nè nè Tiểu Nam, cô còn chưa nói cho tôi biết làm sao cho phòng thí nghiệm. Đừng nôn nóng quá, lát nữa cô biết thôi. Đi. Đi. Điều bắt, thông tin của giáo sư đã gửi cho cô, tiếp theo trông cậy vào cô. Không thành vấn đề. Giáo sư. Cô là... Mới không gặp có mấy ngày thôi, chứ gì đã không nhớ người ta. À, là người suốt ngày không tới lớp. Dạ phải, người ta biết lỗi rồi, lại sợ bị rớt, nên hôm nay cố tình tới đây nhờ giáo sư giúp đỡ, tìm đề tài để viết bài thôi. Vậy hình như... Giáo sư, gần đây lúc giáo sư lên lớp có nói di tích khảo cổ mới nhất đó có phát hiện quan trọng. Hay là cho em mượn làm đề tài viết bài được không? Không phải là tôi không muốn, nhưng mà cô cũng biết trường có quy định của trường. Nếu ai cũng giống như cô vậy. Giáo sư, em sẽ không nói cho ai biết đâu. Vậy à? Một lần thôi nha, không có lần sau. Dạ được. Nè, cái này là cổ vật mới khai quật. Theo đánh giá của tôi, nó có lịch sử hơn 1.000 năm rồi. Nha. Cô làm gì dũng vậy chị? Xin lỗi. Ê, đã nói là không được uống nước trong đèn, không được uống nước trong phòng thí nghiệm mà. Ê, bây giờ ướt hết rồi. Xin lỗi. Báo cáo của tôi hỏng rồi. Nè. Trời xin ơi, cô làm gì lỗi vậy? Lỗi em hết. Tối mãi cô cũng không nghe. Đã nói là không được uống nước mà. Ê, hai người làm gì ở đây? Đâu có. Không phải như cậu nghĩ đâu. Chúng tôi thật sự không có gì. Giáo sư, người ta đã làm đúng theo lời giáo sư nói rồi, vậy mà cũng không hài lòng. Bây giờ em không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Nè, cô khoan đi đã. Chuyện không giống như cậu thấy đâu. Chuyện này rất là nghiêm trọng, tôi cần phải báo cáo với nhà trường. Nè, đừng mà, nghe tôi giải thích đi. Giáo sư à, tôi hiểu chúng ta cũng có nhu cầu đó, nhưng mà ông cũng không nên làm những chuyện như vậy ở trong trường. Tôi thật tình là không có mà. Nếu là tôi cũng nói là không có. Vậy cậu muốn sao đây? Tình hình sao rồi? Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Đợi Tiểu Bắc quay lại coi như xong. Tình hình bên Tiểu Bắc thế nào rồi? Phải đó. Thoải mái. Không biết. Cô vô phòng rồi mà không biết sao? Chào tất cả mọi người. Nè, sao hả? Không có không? Xong rồi. Giỏi lắm. Nè, lúc này ở trong phòng xảy ra chuyện gì vậy? Đâu có, cô kêu tôi làm gì thì tôi làm theo thôi. Thật mình. Thì ra là cô chỉ cổ. Cô làm gì căng thẳng dữ vậy chứ? Lúc nãy Tiểu Bắc vừa đầm ngắn vừa hở cổ, mặt y như là diễn viên AV vậy. Bị lão nham nhở đó lợi dụng. Nè, sao anh nói em là diễn viên AV? Thì đó, đám đàn ông các anh ai cũng sàm sỡ nham nhở. Cách này hiệu quả nhất đó. Đang nói anh đó. Hiệu quả thì được rồi. Anh làm gì lo cho Tiểu Bắc vậy chứ? Phải đó. Nói nghe thử đi. Nói ra đi. Phải đó. Sao anh lo cho em quá vậy hả? Tôi yêu Tiểu Bắc, tôi quan tâm cổ thôi, không được sao? Nói sao là được rồi. Nhẹ nhõm lắm rồi. Nè, cảm ơn anh đã quan tâm em. Nhưng thật ra vì chuyện này em chịu thiệt một chút cũng không sao. Đương nhiên là không được. Anh sẽ không để cho em chịu thiệt thòi đâu. Cho nên anh đã làm cho ông ta phải bồi thường. Tức là sao? Em coi,
Điền bộ thư. Rồi, cậu cũng tham lam lắm đó. Trời nè, ai nghe có phần phúc lợi của mọi người ha. Không phải đó. Ừ. Ai cũng có phần chứ, phải không? Chia đi, đi. Cái này của Tiểu Bắc mà. Phải của Hồng Ngôn của tôi đó. Không được, không được, không được. Đi, đi, đi. Nè, bỏ ra coi. Bỏ ra. Bỏ ra. Không. Vụ của Dương Mặt Sẹo, sao cậu tự ý hành động chứ? Cậu đang nghỉ phép kìa mà. Lần này nếm tình hình nguy hiểm, tính nguy hiểm của Dương Mặt Sẹo cao. Cấp trên mới không khiển trách cậu. Linh lực cậu đã đen rồi, hãy có chuyện gì thì Thiên Dương cũng không thể nào bảo vệ cho cậu được. Cảm ơn sếp. Kết quả đánh giá tâm lý của cậu đã có rồi. Tất cả bình thường, cậu có thể phục chức. Hả? Sao hả? Cậu muốn tiếp tục nghỉ sao? Không. Cảm ơn sếp. Được rồi, ra ngoài đi. Đừng gây rắc rối cho tôi nữa đó. Rõ thưa sếp. Không tái phạm. Ăn cục kẹo đi, ngoan. Thằng quỷ. Ê, có hẹn rồi. Sếp Lương, vào đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn tôi cái gì? Dù của Dương Mặt Sẹo, tôi biết anh nói giúp tôi rất nhiều lời tốt đẹp, tôi mới không sao. Khờ quá. Ngày nào không giải quyết được Dương Mặt Sẹo, ngày đó mọi người đều nhức đầu. Tôi cũng suy nghĩ đắn đo mới giúp anh thôi. À, còn nữa, anh giúp tôi cảm ơn các anh em của anh đã giúp đỡ chúng tôi. Nếu có thời gian tôi mời ăn cơm. Khách sáo gì chứ, bổn phận thôi mà. Sếp Trần à, anh đừng quên nha. Cũng nhờ anh chủ động đeo bám mới có thể bắt được Dương Mặt Sẹo thôi. Không có anh làm sao mà được. Chỉ có mình tôi sao được chứ. Nhất định phải có thêm người trong tổ của anh mới được. Nói những chuyện đó. Sếp Lương à. Trước đây con người của tôi hơi ngang ngạnh một chút. Có gì mít lòng anh đừng để bụng. Bây giờ tôi phục chức rồi, có gì cần giúp đỡ cứ lên tiếng. Ok, chào mừng anh trở lại. Bác sĩ Hướng. Chào. Chà, loại rượu vàng sếp Trần thích giống đó nha. Còn là hàng Pháp nữa chứ, chu đáo với cậu lắm. Sếp Trần, con muốn ăn gì đi. À, cô Hướng Tâm Nghiên, chúng tôi ngồi xuống bao lâu thì cô bấy điện thoại bấy lâu, có phải bận lắm không? Tôi đang ghi lại anh tới trễ lần thứ mấy rồi. Đã nói trước rồi mà, ai tới trễ 3 lần thì phải mời ăn cơm. Anh đã tới trễ 2 lần rồi, đừng nói tôi không nhắc nhở anh nha. Thật ra tôi tới trễ cũng vì mua quà cho cô thôi. Không ngờ cô lại tính toán như vậy. Nhưng mà thôi, tôi rộng lượng lắm. Tại cho cô. Ủa, sao anh biết tôi sử dụng mùi thơm này? Ivy làm cho phòng của cô có mùi nồng nặc. Loại trước đó không được nữa đâu. Nè, người bán hàng nói loại này loại mạnh hơn, bảo đảm cô đừng ngủ ngon. Cảm ơn. Ê, khờ quá, có sao có gì chứ. Gọi thức ăn đi. Cậu muốn ăn gì? Bít tết. Bít tết, còn cô? Salad. Ok. Bít tết bò, salad và bít tết gà làm ơn. À phải, sếp Trần phục chức rồi. Chúc mừng cho cậu ta đi. Chúc mừng anh sếp Trần. Nghe nói anh lại phá được một vụ án lớn. Coi như trời quang mây tạnh. Nhưng mà cũng phải cảm ơn bác sĩ Hướng đi. Liên quan gì đến tôi? Không có bản báo cáo của cô, tôi làm sao có thể mau chóng phục chức chứ. Khờ quá. Đánh giá anh là trách nhiệm của tôi. Nếu sếp Trần không có gì, tôi cũng chỉ báo cáo đúng sự thật thôi. Tóm lại là tất cả vui vẻ thôi. Ok, chúc sếp Trần mọi việc suôn sẻ, phá được nhiều vụ án lớn. Cảm ơn nhiều. Càng. Nhưng mà vụ án vẫn chưa kết thúc, vẫn còn chút vướng mắc. Vẫn chưa xong nữa sao? Có khi nào nguy hiểm không? Tôi cũng không biết. Tuy Dương Mặt Sẹo đã chết, nhưng mà tập đoàn ma túy của hắn có lẽ vẫn còn một ông chủ hay là cộng tác. Bắt luôn người này mới là hoàn thành. Có manh mối gì không? Tạm thời chỉ có đồng hồ, nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra. Có liên quan gì không? Ủa, đồng hồ này là phiên bản giới hạn toàn cầu trong năm 2014. Toàn cầu chỉ có 100 cái, Hồng Kông có 5 cái. Mỗi một cái cũng bán đến 8 triệu mấy đó. Anh làm gì vậy? Tôi nhớ hình như nhìn thấy đồ đeo bảo đã đeo rồi đó. Ê, nè, ở đây nói Hồng Kông có 5 đại gia mua loại đồng hồ này. Một trong số đó là người họ Đồ. Tuy là không thể khẳng định 100% đồng hồ này của Đồ Đại Bảo, nhưng mà trong số 5 người này, Đồ Đại Bảo là đáng nghi nhất. Mở cửa đi, mở cửa. Có báo cáo rồi, mở cửa đi. Kết quả cô chẳng có rồi. Cái mũ đó là đồ giả đó, cô đã có thể tiếp tục bán rồi. Làm gì vậy?
Coi đi, là giả đó. Coi đi, nè, là giả đó, đúng là giả đó. Cho dù cổ vật là giả, cũng đã trễ rồi. Bỏ đi, định sẵn rồi. Nói cái gì vậy? Tao tao bụi, cô coi đi. Nghe rõ rồi, giả chứ gì. Nhưng bây giờ cũng vô ích. Sáng nay ông chủ gọi điện tới, nói là không mua khu đất đó nữa. Sao lại như vậy chứ? Mua khu đất thôi, sao chúng ta may mắn vậy? Vừa cổ vật, vừa giả tạo, vừa rút vốn, vân vân. Có khi nào chúng ta bị người ta phá không? Má ok. Ok, con ok. Cái gì vậy? Con mau ra đầu thôn đi, nhanh lên, nhanh. Má đâu lên vậy? Đi. Nè, đi đâu vậy? Làm gì vậy? Nè, ok. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Má, má con sao chứ? Lúc nãy có đám trò dài tới đây đòi nợ. Má ok ra mặt giùm tụi tôi. Đám khốn tôi liền chét Phương lên người chị. Bọn trò dài trên hết sao chứ? Bọn chúng còn nói chúng tôi đã khứ tiền lãi suốt một tuần rồi. Vậy hơn nữa sẽ tới đây đòi nợ. Không trả sẽ không đơn giản là chét Phương nữa. Tiếp tục như vậy cũng không phải cách đâu. Lần sau phong quả có chết không? Thì đó. Nè, sư phụ tính sao đây? Sư phụ gọi cho ai vậy? Gọi cho ông chủ. Ông tắt điện thoại rồi. Không phải chứ, nhanh vậy. Nhưng sáng nay tôi có đi tìm ông chủ. Thư ký có nói hôm nay ông chủ bay. Nhưng trước đó có một cuộc họp rất quan trọng. Tôi nghĩ khoảng thời gian này có thể ông ta vẫn còn ở công ty. Có chừng má tôi dùng. Phải đó, đi. Gọi hoài cũng không ai nghe. Nè, đăng ký kìa. Xin lỗi, hai vị đều một lát. Các người là ai vậy? Ông chủ à, đây là báo cáo giám định cổ vật. Mình xác định cái mũ đó là giả. Cô đến đó có thể tiếp tục mua bán rồi. Phải. Cậu nói phải thì phải sao? Tại sao tôi phải tin cậu chứ? Cơ quan này là thật đó. Cô tại trước đó có giáo sư. Ông nhận tiền giả mạo thôi. Thật cũng được, giả cũng được. Chuyện này không còn liên quan đến tôi nữa. Sáng nay tôi đã bán kế hoạch phát triển này cho người khác rồi. Hả? Mấy hôm trước tôi nhận được điện thoại của sở cổ vật. Họ nói khu đất này chắc chắn không thể tiếp tục được. Nếu không thể có lời, tôi giữ để làm gì chứ? Đúng lúc có một gã khùng có hứng thú mua lại kế hoạch này của tôi, lại chịu trả giá cao. Cho nên sáng nay tôi đã ký hợp đồng bán rồi. Vậy bà bán cho ai vậy? Đồ Đông Hải. Hả? Nè, đồ Đông Hải đâu? Đâu rồi? Kêu ông ra đây. Cái gì, có chuyện gì vậy? Chúng tôi muốn tìm chủ của cô. Em và bên ngân hàng đó. Nè, đồ Đông Hải, vụ này ông tính sao đây? Cậu muốn tính sao? Đồ Đông Hải, đám dân làng mới lâu ông sao? Sao ông phá họ chứ? Nói chuyện cẩn thận một chút. Đây là phòng làm việc của tôi. Đừng nói chữ phá khó nghe như vậy. Đây là giấy nợ của đám dân làng. Giấy nợ nằm trong tay của ông, có nghĩa là ông chính là tên cho vay đó. Xé rách hết ai cũng không cần trả nữa. Không lẽ cậu ngây thơ vậy sao? Đây chỉ là bản sao thôi. Thiếu nợ phải trả là chuyện công bằng. Các người còn tới đây vừa ăn cướp vừa la làng. Thật ra muốn cái gì chứ? Tôi muốn mua hết đất của họ. Đương nhiên giá cả là do tôi đưa ra. Sao cậu đi cướp đi? Bị ổi. Chúng tôi làm ăn mà, chuyện nào ra chuyện đó, có gì mà không đúng chứ? Nói tới bị ổi, đâu có bằng các người. Lần đó các người kiếm được không ít rồi, lần này tôi bắt các người phải ổi ra hết. Vụ cướp vụ người đó là do chúng tôi làm, không liên quan tới dân làng đâu. Sao phá họ chứ? Cậu nên phân biệt rõ. Là các người phá họ trước. Trước giờ tôi không dự định làm khó dân làng. Tại các người kéo cả làng vào cuộc, các người hại bà con đó. Vậy còn vụ di tích khảo cổ, vụ ông sắp đặt đó, chúng tôi đã xác định được là giả rồi. Vậy à? Vậy thì sao? Chúng tôi sẽ kiện ông tạo ra văn kiện giả. Các người dựa vào đâu mà nói văn kiện đó do tôi làm? Những cáo buộc này các người cứ việc đem đi cho chuyên gia giám định. Tôi có thể khẳng định là kết quả không thay đổi. Cái gọi là chuyên gia gì đó, báo cáo gì đó, bỏ tiền có thể mua được. Các người cần bao nhiêu tôi đưa cho các người bấy nhiêu. Có phạm giỡn mà không? Hôm nay tôi sẽ hạ bệ ông. Bảo vệ, tiễn khách. Bỏ đi, chúng ta đi. Ông đừng đắc thắng đồ Đông Hải. Ông liễu hồn đó. Ê, chú An đâu? Đâu mất rồi?
Chú An. Ba. Nhược Lan à, con làm ba sợ chết đi được. Sao con về mà không thông báo cho bà biết chứ? Để bà ra đón con. Chính vì người ta muốn làm ba giật mình giật thôi mình. Cũng may chị Tina giấu ba giùm con. Em cũng gian manh thiệt nha. Chào mừng con trở về Nhược Lan. Cảm ơn chị Tina. Nhược Lan à, mỗi lần con về đây đều có quà cho ba. Nè, quà đâu? Đương nhiên là có. Lát nữa con đưa cho ba, bảo đảm ba hài lòng. Ê, nè Cạn ly. Em à, em về Hồng Kông, sao không kêu anh ra đón em vậy? Chuyện gì cũng nói ra hết, đâu có gì vui nữa chứ. Nhược Lan à, Tina vì muốn tẩy trần cho con, đích thân làm bếp, món nào cũng là món mà con thích ăn. Đúng là nhìn thấy cũng chảy nước miếng. Nếu con thích thì kêu Tina ngày nào cũng nấu cho con ăn, ăn cho con mập đi. Cảm ơn ba. Nè, ăn cơm ăn cơm. À, còn Tina nữa. Cảm ơn chị Tina. Ba, con có cái này tặng cho ba. Cái gì vậy? Tan. Dạ. Tina em coi đi, tấm bằng thứ ba của Nhược Lan đó. Giỏi lắm, giỏi lắm. Không hổ danh là con gái cưng của đồ Đông Hải này, đáng thương. Đại Bảo à, không biết chừng nào con bắt chước được như em con. Thật sự là nghiêm túc làm chuyện gì đó. Từng tuổi này vẫn không nên thân. Em con giỏi là được rồi. À, ba, thật ra con cũng làm được việc lắm, tại ba không để ý thôi. Ông chủ à, một cảnh sát đang vào trong này đó. Ông đồ Đại Bảo, chúng tôi nghi ngờ ông liên quan tới một vụ buôn bán ma túy, muốn ông theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra. Hôm nay đã hẳn, hôm nay đã cố phụ, không có lực phong hoa. Thiên thiên雅人, sắt sâu đi quan thầu, ưng ưng yêu khuy biểu ba. Sui yên ưng 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 那开昨天一切忘掉牵挂，只要让我退下，还差半分怎可停下？